làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân. Cho hay là bậc trí nhân phải phải trái thận trọng, thước cân rõ ràng. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong, xin gửi nước lại cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính hình lễ Đức Phật, con kính hình lễ Giáo Pháp, con kính hình lễ Đức Tăng, con kính hình lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 256. Ná tê ná hô tí thâm mát thô dê nát thăng xá há sa ná dê vô chá áp thăng á nát thanh chá ú bô ni chay giá phan ni tô ná tê ná hồ tí thăm mát thô dê nát thăng xá há sa ná dê vô chá áp thăng á thanh chá ú bô ni chay giá an ni tô na tê na hồ tí tham mát thô dê na thăng xá há sa na dê vô chá thăng á na thanh chá u pô ni chê giá phan lý tô. Người đâu phải pháp trụ sự sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân. Cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng, thước cân rõ ràng. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Sức Sương Mai. Người đâu phải pháp trụ xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu: làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân. Cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng, thước cân rõ ràng. Như bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời anh Minh và kính mời huynh Quách Ná nha. Huynh nãy giờ nghỉ mệt rồi, giờ huynh đọc được rồi đó. Em nghe được cái đoạn sau mấy câu thơ của Hòa Thượng Giới Đức rồi chị. Cái lúc đầu không có nghe được cái gì hết trơn á. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Em thì nhảy miệng cười, sám hối đạo tràng à. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Thay Mái Cherry. Em ấy mình kính chào quý anh chị. Dạ, con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh số 256. Cảm ơn quý chị đã cho biết rõ tín hiệu. Hai trăm năm mươi sáu. Na tề na hồ tí tham ma thù về na thằng sa ha sa na về vô cha á thằng á na thành cha u hồ ni trì gia bàn đi tù. Na tề na hồ tí tham ma thù về na thằng sa sa na về vô cha thằng à na thanh cha u phô ni chay ya ban đi tô. Người đâu phải pháp, người đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Na tê na hu tí tham ma thu ye na tha sa sa na ye dù cha thằng á na thành châu phù ni chày giá bàn đi tù. Na tê na hô ti thâm ma thù về na thân xa xa na về vô cha thắng a na thân cha u phô ninh chay ya bàn đi tù. Làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân, cho hay là bậc trí nhân, phải trái thận trọng, thước cân rõ ràng. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, anh Minh đã trả bài xong, kính mời huynh trưởng tiếp theo ạ. Kính mời huynh. Sa thu lần thầy xin anh Minh. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Đức Phật giáo pháp và chư tăng, kính đại lễ chư đại đức, kính đại lễ đại đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Thammachari cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Và con xin được kể kinh pháp cú số 256. Na te na ho ti thamma tho ye na thang sa sa na ye yo cha at thang anathan cha u phô ni chay ya pan di tô. Na tê na hô ti tha ma tô ye na thang sa sa na ye yo cha at thang anathan cha u phô ni chay ya pan di tô. Na tê na hô ti tha ma tô ye na thang sa sa na ye yo cha at thang anat than cha u pho ni chay ya pan di to. Người đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Bản dịch của ngài Minh Châu. Làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân, cho hay là bậc trí nhân, phải trái thận trọng, thước cân rõ ràng. Bản phổ thơ của ngài Dây Đức. Và Nam mô Phật Thà Gia còn xin được sự biết. Kính mời Sít Nhật Huỳnh tiếp theo nhé. Sa thủ kính cảm ơn Minh Bát Thanh Á. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ cảm ơn Thích Đăng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức vừa quan tâm nhau đạo tràng. Dạ cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ con thấy Đại Đức Tuệ Nhẫn vào đạo tràng. Dạ sư có thời gian không bạch sư? Sư có thể cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 256 không? Nếu sư có thời gian, dạ con nghe thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư ạ, con kính dân bích thỉnh sư ạ. Dạ con cung
Kính đảnh lễ Phật, con cũng kính đảnh lễ giáo pháp, con cũng kính đảnh lễ chư tăng sư, thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Con xin được phép ngâm câu kệ số 256 ạ. Na te na ho ti tham ma tho ye na thang sa ha sa na ye yo cha a thang a na thang cha u pho ni che ya pai di to na te na ho ti tham ma tho ye na thang sa ha sa na ye yo cha a thang a na thang cha Ufo ni chay ya pandito Na te na ho ti thamma thon Ye na thang sa hasana yen Yo cha atham anathang cha Ufo ni chay ya pandito Người đâu phải pháp chủ, xử sự quá chuyên chế, bậc chí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng, sư xin nhường mic để cho room ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Trời Nhẫn đã từ bi cùng chúng con ôn bài Pháp Quốc Kinh số 256 và cảm ơn Trần Đạo. Thích Tâm Hương ơi, Tâm Hương có trước máy không? Hôm nay sao em ru gì? Chưa thấy cầm mic Tâm Hương ơi. Alo, Tâm Hương có trước máy không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Dạ, vậy là Tâm Hương không có trước máy rồi. Dạ, con xin được ông bài Pháp Quốc Kinh số 256. Na te na ho ti tham ma tho ye na thang sa ha sa ya ne yo cha a thang anat thang cha u pho nit chay ya ban di to. Dạ, cảm ơn mình Bất Thành. Na te na ho ti tham ma tho ye na thang sa ha sa na ye yo a thang anat thang cha u pho nit chay và ban đi tô na tề na hồ đi thầm mạt thợ về na thằng sa ha sa na về giờ cha a thằng anh a thành cha u phô nít chay và ban đi tô. Người đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Và đây là chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Na te na ho ti ma tho ye na tham sa A sa na ye do cha a thang a na thanh cha u pho nit chay và bản đi tô na tệ na ho thì tham ma thơ ye na thanh sa a sa na ye do cha a thang a na thanh cha u pho nit chay và bản đi tô na te na ho ti tham ma tho ye na tham sa ye na tham sa ha sa na ye yo cha a thang na thanh. Dạ, con xin đọc lại ạ. Na te na ho ti tham ma tho ye thanh sa ha sa na ye yo cha a thang a na thanh cha u pho ni chay và bản đi tô. Làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp đi tình chẳng phân, cho hai là bậc trí nhân phải trái thận trọng thước cân rõ ràng. Dạ, đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức,
Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Gia sa thủ lành thai con thành kính thỉnh lễ đại đức Pháp Tính vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, con đọc ba lần, con kệ ba lần. Trên màn hình có thấy bàn tay ai không? Và cũng như có thấy sư vào không? Bây giờ con thấy sư vào rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Chúng con một lần nữa thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi quan hỷ cùng chúng con ôn bài Pháp Quốc Kinh số 256. Nhục Bình kính cảm ơn Huynh Bách Thanh Nạ, Cô Ái Minh, Xích Sương Mai, Cẩm Vân, Xích Trần Đạo, Xích Rạng Đông, Cô Tu Nữ, Thâm Má Chá Rí đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì cũng đến giờ chúng con học bài mới, câu Pháp Quốc Kinh số 257. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được đại đức Pháp Tính giảng dạy từ vựng câu Pháp Quốc Kinh số 257. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Gia Qua Tô A Ra Ha Tô Tham Ma Sam Bồ Đà Ha San. Nam Mô Ta Sa Pha Gia Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Gia Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhân chẳng gì hơi biết lòng mở đạo dạy đời ai tấm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hưu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lành hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu Pháp Quốc Kinh số 257. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Huynh Bách Thanh Á đã cho bài học. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân bích đến sư ạ. Sa thú là thần thai, Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính đảnh lễ đến đại đức Tuệ Nhẫn. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Giờ đây thì chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ Pháp Quốc Kinh số 257. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thực nghĩa từ vựng. Asa ha se na tham me na. Asa ha se na tham me na. Asa na tham me na. Sa me na na ya ti ba re. Sa me na na ya ti ba re. Sa me na na ya ti ba re. Thamma sa gutto me tha vi.
Tham mát sát bút tô mê tha quỳ. Tham mát sát bút tô mê tha quỳ. Tham mát thô tí bút chá tí. Tham mát thô tí bút chá tí. Tham mát thô tí bút chá tí. À, kính thưa quý vị, bài kệ này được một cái hợp từ Asa Hasena, hay là không chuyên quyền, không hung bạo, hay là không chuyên quyền. Asa Hasena Thammena. Thammena có nghĩa là bằng đúng pháp, theo đúng pháp. Thầm mê nát. Sát mê nát. Sát mê nát có nghĩa là đúng. Dạ xin lỗi. Sát mê nát có nghĩa là công bằng. Sát mê nát có nghĩa là công bằng. Nayati. Nayati có nghĩa là phân xử hay là kết luận. Nayati, phân xử hay là kết luận. Bare. Bare có nghĩa là những người khác. Nó xuất phát từ cái tính từ nam tính, do được chia theo đối cách xuống nhiều, nó trở thành bare, những người khác. Kế tiếp thì chúng ta cũng có một cái danh từ thăm mát xá. Thăm mát xá ở đây có nghĩa là đúng pháp hay là pháp. Thăm mát xá đúng pháp hay là pháp. Gusto. Gusto đây là một cái quá khứ phần từ. Gusto có nghĩa là được bảo vệ. Gusto. Gusto được bảo vệ. Metavi. Metavi danh từ rất là quen thuộc của chúng ta rồi. Metavi có nghĩa là bậc trí. Bậc trí. Bậc trí. Thâm mắt thô. Thâm mắt thô có nghĩa là pháp trụ. Pháp trụ hay là đứng vững trong pháp. Thâm mắt thô, pháp trụ hay là đứng vững trong pháp. Ý tí. Ý tí có nghĩa là như vậy. Ý tí nó là một cái bất phân từ nha quý vị. Có dấu phẩy phía trước là do nó giản lược. Ý tí như vậy. Rồi, cuối cùng thì chúng ta còn một cái động từ. Bá vút chá tí. Bá vút chá tí có nghĩa là xứng danh hay là được gọi. Bá vút chá tí. Xứng danh hay là được gọi. Dạ, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử em mình rất nhiều. Asa hase na tham me na sát mê nát nát giá tì ba rê thăm mát sát vút tô mê tha vi thăm mát thô tí bá vút chá tí có nghĩa là không chuyên chế đúng pháp, công bằng dẫn dắt người, bậc trí sống đúng pháp, thật xứng danh pháp trụ. Đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Giờ đây thì dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thầy Quyền mới vừa quang lâm Bồ Rum. Một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng. Và con cũng xin được thay mặt hội chúng ở trong Rum xin thành kính cung kính Thượng Tọa Thầy Quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng viên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Quốc Kinh số 257. Dạ, con không biết Thượng Tọa Thầy Quyền nghe được âm thanh của con hay không, và nếu được xin Thượng Tọa quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, một lần nữa cho con hỏi Thượng Tọa Thầy Quyền có nghe được âm thanh của con. Con không còn nghe âm thanh của Đại Đức Pháp Tính. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Tệ Quyền vừa quan năm vào đạo tràng, và con cũng xin tiếp lời của Đại Đức Pháp Tính là thỉnh Thượng Tọa Tệ Quyền thuyết giảng bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, đạo tràng và quý vị có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Dạ, Thượng Tọa Tệ Quyền có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Nam mô Bích Tha. Dạ, tâm pháp cũng không nghe luôn. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Á cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn tâm pháp. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Quyền. Sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu à. Như là sư không có nghe được. Thầy sư nhúc nhích gì hết mà. Minh Quá Thanh Á ơi, chắc lên giùm coi sư có nghe được không. Dạ, vậy là Đại Đức Pháp Tính cũng nghe được. Dạ, rồi có được Đại Đức Pháp Tính rồi. Con làm sao đây? Dạ, chắc con xuống mít. Dạ, con bạch Đại Đức Pháp Tính, sư có thể điện thoại cho Thượng Tọa Tệ Quyền giùm chúng con mà. Dạ, con xin được xuống mít ạ.
mô Bích Tha Giá. Dạ con thấy đại đức Pháp Tính trở ra rồi trở vào lại rồi. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ đại đức Pháp Tính có nghe được âm thanh. Cho con xin một tín hiệu à. Dạ đạo tràng con thấy được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho nhiều tín hiệu. Dạ sư đang sử dụng những dạ dạ con tri ân sư. Dạ cảm ơn Minh Bách Thanh Á. Dạ cảm ơn Thích Hoa Nguyệt. Dạ vậy là sư đang điện thoại. Dạ kính mong hoan hỷ. Chờ trong giây lát Nhật Quỳnh tạm cầm mic để chờ quý sư vào, để đạo tràng tưởng máy của mình hư nên ra chạy vào. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Vậy là đường truyền của sư không ổn định rồi. Làm sao đây Vinh Quách Thanh Á? Làm sao? Sư có nít trong rung mà sư không nghe. Đại đức Pháp Tính thì đang điện thoại. Dạ thường xuyên bởi vậy Nhật Quỳnh phải cầm mic đó. Dạ. Phải cầm mic nên là trong khi chờ đợi. Quý sư. Hồi nãy giờ tâm pháp chưa trả bài, bây giờ lên đọc bài mới đi tâm pháp. Để Nhật Quỳnh cầm mic, Nhật Quỳnh cũng không biết nói cái gì. Tâm pháp hồi nãy chưa có trả bài cũ, giờ lên đọc bài mới đi. Dạ, đọc bài mới hay chờ. Dạ, gà xa thú đành thai. Con thấy được tín hiệu của Thượng Tọa Tây Quyên. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa. Con kính nhân mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng. Kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng một chư tôn đức tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ sẽ bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Abhivade Misvakato Phakkawata Thammo Thammang Namasa Misupatipanno Phakkawato Savaka Sankho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức tấu là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nguyện nhờ quy luật tam bảo hành do hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Bây giờ đây, cáo lâu chút xíu, chúng tôi cũng vừa nghe gọi cái là cũng có người gọi ở bên ngoài lùm xùm. Chúng tôi chạy ra để giải quyết nhanh, tức thời chạy vô. Xin cáo lỗi, để nếu có tính cùng đại chúng. Giờ xin bắt đầu vào cái thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Abhivade Misvakato Phakkawata Thammo Thammang Namassa Misupatipanno Phakkawato Savaka Sankho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nguyện nhờ quy luật tam bảo hành do hộ đến chư tôn đức tăng quý tu để cùng cho Phật tử cũng được an lạc trong danh pháp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay câu kinh Phúc Cú số 257. Đây là một cái duyên sự mà sư qua hai cái câu Phúc Cú. Hôm qua chúng ta đã học được nghe cú số 256. Người đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, một trí càng phân biệt cả hai chánh và tà. Thì đây là một câu chuyện của một quan tòa Bất Minh. Khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên liên quan đến một vị chánh án. Một ngày nọ thì một vị tỳ kheo đi khất thực tại cổng làng phía bắc của thành Xá Vệ. Trên đường trở về thì đi ngang qua một trung tâm thành phố. Thì khi ấy trời mưa, các vị tỳ kheo vào trú ẩn một cái pháp đình.
thì các thầy mới thấy các quan chánh án nhận hối lộ và tịch biên tài sản của dân chúng một cách bất hợp pháp. Các thầy nghĩ thầm, ông quan này không có công minh. Mà bình thường thì chúng ta nghĩ rằng đây là những người chánh án liêm chính. Và khi xong cái cơn mưa thì các thầy về Kỳ Viên tỉnh xá, thì mới bạch với Đức Phật về cái câu chuyện đã thấy. Thì Đức Phật đã nói về các tỳ kheo, người nào mà hàng dục, người nào mà đầu, người nào mà đầu hàng cái dục cộng thấp kém, tức người nào mà hướng tâm tới cái dục thấp kém á, hay là tức là người ở đó, tức là người ở đây, tức là người mà nhận hối lộ, chúng ta biết tức là nhận tiền hay nhận hối lộ á, thì những người đó đó, hay vì một cái tư vị, hay vì một cái gì đó, lý do gì đó, thì đó đó, những người đó có cái tư cách thấp hèn. Mà khi những người đó xét xử thì không được gọi là, sao mà sao gọi là công bình được. Thì chỉ người mà đi sâu vào cái việc sai trái, tức là việc đúng, việc sai của một cái vụ án, thì sự xử lý sai trái đó đó mới đúng pháp, không có cái chuyên chế mới gọi là công bình. Trước đó một quan tòa, và chúng ta biết những chứng cứ, vật chứng, vật chứng và người làm chứng một cách đúng đắn, một cách đầy đủ thì mới gọi là như thế, thì chúng ta mới kết tội được, mới gọi là nó công bình, nó chính trực tốt đẹp. Thì Đức Phật mới nói lên hai câu kệ: người đâu phải pháp trụ, xét xử quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Và câu 257 ngày hôm nay chúng ta học: không chuyên chế đúng pháp, công bình dẫn dắt người, bậc trí sống đúng pháp, thật xứng danh pháp trụ. Ở đây nói tức là những người mà đại diện cho hình pháp, đại diện cho tư pháp của quốc gia, của một chế độ, của một đất nước, của một cái một nơi nào đó, thì kính thưa quý vị, người ấy phải có một sự công minh chính trực. Có thể nói rằng ở cái tấm tật xấu này thì cái xã hội con người ở đất nước nào nó cũng bị những tình huống này, nhưng mà tùy theo ở một cái nơi nào đó mà cái pháp quyền hay là cái pháp nhân của con người nó mạnh mẽ đó thì nó được tốt đẹp hơn. Còn nếu như không thì phải nói rằng là ở những cái nơi mà cái luật pháp nó không có rõ ràng thì chắc chắn rằng những cái quan tòa xét xử bị những cái sự chi phối về cái gì, về bởi người ta đút lót cho mình, bởi vì người ta làm luật cho mình, thế là lấy trắng đổi đen, đen đổi trắng, vân vân, lấy cái tà đắp vô cái chánh, lấy cái chánh đắp vô cái tà, mà biết bao nhiêu cái oan sai khiến cho con người thấp cổ bé miệng, yếu thế, yếu thân. Và những con người đó sẽ rất là khổ đau trong cuộc đời này, mãi mãi cái tật tánh đổi trắng thay đen, thì trả cái quả rất là lớn, và người ấy không thể nào mà chân được cái chân lý tốt đẹp bao giờ. Có những con người quả cảm, họ phải đi lục lộ, có những người quả cảm họ phải đối diện để bảo vệ cái công lý, để bảo vệ một cái nền pháp trị, thì họ sẵn sàng nhiều khi dẫn tới cái chết. Mà chúng ta biết được, chúng ta được nghe đọc chuyện đó, thì chúng ta thấy cũng thực tế đó, tức là họ giết người ta để bịt đầu mối, họ giết người ta để bịt miệng, bịt đầu mối, tức là không có cái gì nữa để mà xét xử chứng cứ. Mà chúng ta coi phim bao công đó, thì những cái tình huống như vậy đó, tại sao mà người ta được gọi là bao công, bao thanh thiên, tức giữa trời xanh, giữa trên trời này, bao thanh thiên không có sợ. Ông bao công ông không có sợ khi mà ai làm trái pháp lệnh, dọc thân quốc thích, ông ta cũng không sợ. Đếm trên đầu ngón tay cuộc đời này mà vì tư lợi thực hành đúng
pháp. Cái định nó phải được thiết lập căn bản tánh của con người, căn bản tánh thiện. Trên một cái con người đó đã chuyên duyên, biết tôn tạo trọng cái sự thật, biết bảo vệ cái sự thật, biết giữ gìn cái sự thật, không dối và không lừa bất cứ một ai. Người ấy có sự tôn trọng sự thật, tôn trọng cái giá trị, cái giá trị Phật Pháp. Mà cái giá trị chúng ta gọi là cái giá trị chân lý đó, cái giá trị đúng đó đó, không dễ dàng. Kính thưa quý vị, không dễ dàng mà chúng ta có thể nói bằng miệng, bằng lời được. Mà chúng ta phải có một cái tâm, phải có một cái cả quyết, phải có một cái tánh mới được. Nếu chúng ta không tập một cái tánh thẳng thắn, ngay thật, thì chúng ta không giác ngộ được chân lý đó, quý vị. Ai nói gì mình nghe, hay hoặc bị những cái điều này điều kia áp lực, làm cho tâm của chúng ta nó phải run sợ, làm tâm chúng ta phải sợ hãi đủ thứ đủ chuyện hết, thì thật người đó cũng không xứng đáng là con người mà được an vui tốt đẹp đâu. Làm con người coi như thành tựu được cái giá trị hay cái quả vị của cái sự tu tập. Chứ chúng ta không tập, chúng ta cứ hội đồng ừ, hay chúng ta bị phân kỳ phân ly, bị dối lừa, thì cái sự dối lừa đó nó che mờ cái chúng ta gọi tạm gọi như là một cái chân tâm của mình, nó là một cái ý chí và đường hướng của mình. Khi chúng ta đã nhúng bùn, chúng ta đã nhấn chặt, mà chúng ta bị hối lộ, thì ở đó cái sự hối lộ đó nó làm cho mất đi cái bản sắc của con người. Nó làm cho chúng ta đánh mất đi một cái niềm tự tin, một cái giá trị thật trong cuộc đời. Chính những người hối lộ đó biết rằng mình đổi trắng thay đen. Đó tức là chúng ta làm mờ chân lý, làm mờ cái luật pháp, hay là đè trên cái luật pháp, hay là chúng ta đang lợi dụng cái luật pháp hay vận hành cái luật pháp theo cái ý của mình. Thì đó chính là những con người, nó rất là khủng khiếp. Và tại sao chúng ta lại phải bị những cái tình huống khổ đau như thế? Đây chính là có những con người không phải tự động mà mình bị hàm quan. Trên cái hàm quan là mình cũng từ xưa, bởi vì cho nên trong cuộc đời này, tại sao mà đừng chết tới nơi rồi, coi như phút 89 bắt đầu lên đoạn đầu đài rồi. Ngay khi đó mới có một thánh chỉ tới, tức được ân xá. Mà kính thưa quý vị, khi mà làm không đúng với pháp luật, nó gây một cái sự tức tưởi, một cái sự đau khổ cho những con người không có tội, mà họ lại bị gán ghép có tội. Bởi gọi là sự đúng luật, coi như đúng tội đúng người, nó không phải là một chuyện đơn giản. Một quá trình xét xử nó không phải là một chuyện đơn giản. Ở trong cuộc đời này á, không phải chỉ có cuộc ngày hôm nay thì chúng ta mới thấy, qua cái chúng ta thấy bình phẩm người này như thế này, người kia như thế nọ, nhưng sự thật ra mà nói thì nó có đầy đủ trắng đen khôn lường, như thế mới gọi là cuộc đời. Chứ nếu như đơn giản quá, nhẹ nhàng quá, thì không có, chúng ta cần tức là không có có cái gì mà nó bất trắc bất ổn, thì thế giới này nó hòa bình từ lâu rồi, quý vị. Thế giới này là một cái cõi an lành rồi. Những điều mà gì chúng ta không có thể nào mà tìm được cái sự an lành trong cõi giới kiếp chúng sinh phàm phu, hay là trong cõi đời ta, nó không dễ dàng, chúng ta dễ dàng tìm được. Vì sao vậy? Bởi vì nếu như tất cả chúng ta chỉ là những con người, khi nào chúng ta những con người phàm phu,
chúng ta hãy cẩn trọng tam nghiệp của mình, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Một quán tòa ở pháp trường, ở đó còn một quán tòa ở trong lòng ta. Ta có thực sự chê trách ta không? Ta có lỗi lầm, ta có đủ tốt đẹp không? Chúng ta luôn luôn ngó nhìn người khác, xét xử, cư xử một cách sai, một cách không đúng với gia đình họ, với những người thân, với những người bè bạn, hay như với tổ chức, hay với cộng đồng. Ngược lại, cái điều mà thật sự đúng là pháp trụ đó là chúng ta phải tự suy xét lại mình. Bởi vì ngày nào một người mà suy xét được chính mình đó, thì họ nhận chân ra được những lỗi lầm, nhận chân ra được những cái điều không đúng, không tốt với mình, thì họ mới có một cái, họ mới có một sự suy nghĩ, họ mới có một cái việc mà ổn định lại cho mọi chuyện, cho mọi việc được. Còn bằng không trong cuộc đời này, dù cho là hay, dù cho là như thế nào cũng vậy, mà nếu như đó là dối, đó là sai, thì muôn thứ sẽ sai. Cái mà trắng đổi thành đen, một người nào đó mà hành theo đúng pháp, hành theo pháp luật của cuộc đời, thì người đó sẽ hành theo đúng pháp luật của Phật. Cái tâm tính của chính họ, một cái cơ sở căn bản trên pháp luật, mà nếu như chúng ta không giữ gìn nổi, thì phải nói rằng là ở trên cái tinh thần giới luật của Phật pháp, chúng ta không thể nào mà có thể được tốt đẹp, được chu toàn và được đầy đủ, được đạt đến một cái điểm an toàn, cái điểm cao cả. Sự tu này là dễ đó quý vị. Nếu chúng ta nắm bắt được cái yếu lý, cái giá trị chân lý, nắm yếu biết được cái yếu lý của pháp học, chúng ta mới thực hành đúng và chúng ta mới thành tựu được. Pháp đen, pháp trắng phân minh rõ ràng, chứ không có lợi dụng, không có nhân danh luật pháp của Phật, cũng không nhân danh là lớn là nhỏ, là danh tiếng là hay là không danh tiếng gì cả, mà từ chúng ta là một tòa án cho chính. Ở trong tâm của mọi người là một tòa án. Trước khi chúng ta muốn được tốt đẹp thì chúng ta tự xét suy mình, rồi chúng ta xét suy người. Nếu như đó là một cái nơi chấp pháp, cái nơi hành pháp, thì cái sự hành pháp, cái sự chấp pháp đó phải được người. Mình muốn người khác tôn trọng, trước nhất mình phải tự tôn trọng, trước nhất là tôn trọng mình. Sau đó mình tôn trọng mình thì mình mới tôn trọng người khác. Nếu như mình không tôn trọng được mình thì mình sẽ không tôn trọng người khác bao giờ cả. Và nếu như mình không thương mình hay là không tôn trọng mình thì mình sẽ không tôn trọng người khác và không biết thương người khác. Kỹ sở bất dục, bậc thi ư nhân, cái điều mình muốn thì mình không làm cho kẻ khác, cái điều mình muốn thì người ta cũng muốn, và cái điều mình không muốn thì người ta cũng không muốn. Người ta sợ nóng, người ta sợ lạnh, người ta sợ bệnh, người ta sợ khổ, người ta sợ chết. Đó là chắc chắn rồi. Mà chúng ta sợ chết đó, mà chúng ta chết, khi chúng ta sợ mình chết, cho nên chúng ta mới đổ qua, đổ lại, sẽ mất đi cái sinh mạng này, sẽ mất đi một cái con đường này. Thế là chúng ta bất chấp thủ đoạn, chúng ta dùng tiền của, hay chúng ta dùng cái xảo biện của mình để trốn tránh cho người khác, hay đổ thừa, hay vu oan cháu quả,
cái sự đánh tráo, cái sự lừa dối như vậy thì rất là nguy hiểm. Nói đến cái chuyện này chúng ta biết, chúng ta đừng bao giờ tạo một cái nhân quả xấu. Tuy mình thấy những người hết sức là đau khổ, nhưng phải tự nhiên họ đau khổ, bởi vì từ tiền thân họ cũng đã tạo nhiều cái ác nghiệp. Từ tiền thân họ làm cũng không đúng. Mà khi họ làm không đúng, thực hành những cái chuyện sai, chuyện quấy, chuyện đưa đến đau khổ cho mình, đau khổ cho người, cả hai điều đau khổ. Điều đó Phật nó không nên làm. Cái gì là sự thật, cái đó muôn đời vẫn là sự thật. Cái gì là chánh đạo, muôn đời vẫn là chánh đạo. Dù chúng ta có sức lực, dù chúng ta có trí tuệ, chúng ta có một cái sự tốt đẹp như thế nào, thì cái đúng vẫn là cái đúng, cái chân lý vẫn là chân lý. Mà dù cho chúng ta có hay, có giỏi ra sao, những cái điều sai thì vẫn là sai, phạm tội là phạm tội, mà không phạm tội là không phạm tội. Cái tội, cái lỗi nó được phân ly phân kỳ một cách rõ ràng. Mà không thể nào mình vừa tu mà mình vừa sống cho tốt đẹp như thế này thế kia. Mình sống không tốt đẹp thì cái tu mình, nếu mình không làm đúng ở cuộc đời như chúng tôi đã nói đó, thì ở trong đạo chắc chắn chúng ta sẽ khó thực hiện được. Bởi vì đâu phải đơn giản như vậy. Mà trong cuộc tu này đó, quý vị biết là nó có liên hệ cái pháp định, là một mai hoặc là ai là người ra cho ta cái đường hướng cả, mà đó là tấm lòng, cái sự tự do, cái sự tự quyết của tất cả. Khi mà học, khi mà đọc nhiều kinh văn, chúng ta mới thấy, chúng ta cảm ơn Đức Phật. Những gì mà chánh tà, những gì mà đúng sai, được Đức Phật ngày hiển lộ, được Đức Phật ngày chuyển mê, được Đức Phật ngày đã làm một cách đầy đủ cho đời, gửi lại cho đời. Khi biết, khi hiểu như vậy, chúng ta mới cảm thương. Có một con người, một vị Phật, một bậc thầy cao cả đã soi đường, chỉ lối cho chúng ta đi. Việc còn lại là do chính chúng ta đã làm được cái gì và không làm được cái gì. Ngài là một con người công minh chính trực. Ngài dạy cho ta về lý nhân quả. Ngài dạy cho ta đây con đường này, đây là con đường dẫn tới đau khổ sinh tử, đây là con đường tội lỗi, và đây là con đường đưa đến thiên sứ, lánh xa cái việc ác, lánh xa việc ác chứ làm, nắng công tu tập hạnh lành vui theo, giữ lời giữ mình thân ý trong veo, lời xưa chư Phật nhớ gieo ngọc vàng, giữ mình tâm ý trong veo, lời xưa chư Phật nhớ gieo ngọc vàng. Đó cũng là một điều để chúng ta biết chấp nhận giá trị của chân lý. Mà khi chúng ta biết chấp nhận cái giá trị của chân lý thì chúng ta mới thể nhập được chân lý. Mà thể nhập được chân lý thì chúng ta mới thực hành được cái chân lý, và chúng ta thành tựu được cái chân lý. Mà nếu như bình nhật, đời sống bình nhật, chúng ta là những quan tòa, là những thẩm phán, là những chánh án, mà chúng ta không làm tốt của tự thân, thì cái tòa án nhân quả đó nó sẽ xử chúng ta. Mà khi tòa án nhân quả xử mà chúng ta không là những người có nhiều công của, không là nhiều cái ảnh hưởng của cộng đồng, của quốc gia, của tổ chức, mà mang tính tốt đẹp, thì tất cả những công phu, những cực khổ, những lớn lao của cả hai làm, nó đều là một vấn đề cần phải xét suy, cần phải có sự suy nghĩ. Kính thưa quý vị, đời sống của chúng sinh là một chuỗi dài. Một chuỗi dài của cái gì? Của cái vui, của cái buồn, của cái đúng, của cái sai.
à, mình cứ nghĩ rằng mình thân mình ác á, là mình sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối nó hay nữa, nó đâm thủng, nó độc ác, ý tham ác, sân ác, tà kiến ác. Như vậy thì con người mình không sao cả. Cái mà chúng ta cho rằng như vậy không là sao cả và chúng ta không biết tới mình thì đó cũng là một thẩm phán, đó chính là một chánh án quá kém, quá yếu. Bởi vì chính vì những thẩm phán, những chánh án này không có, chúng ta gọi là, tức là không có một hành động hay một cái điều kiện để xét xử, mà chỉ tự mình xét xử nơi mình. Nếu như thân mình làm tốt, tất cả mọi thứ nó sẽ tốt. Khẩu mình tốt thì mọi thứ nó sẽ tốt, và ý mình tốt thì mọi thứ nó được, mọi thứ nó mới được viên mãn. Tâm hiền, tâm lạnh, tâm Phật, tâm tu. Chúng ta chưa có tâm của Phật, nhưng chúng ta phải có tâm của gì? Tâm của cuộc đời. Là chúng ta biết lắng nghe những giá trị chân lý, chúng ta biết hiểu biết những cái vấn đề tốt đẹp. Thì chúng chúng tôi nói pháp ngã thì cái không ngã mà mình sẽ tồn tại, mình sẽ như thế này, sẽ như thế kia, thì đó chính là chúng ta đã đánh tráo sự. Chúng ta cũng là một quan tòa, là một chánh án không đúng trong lòng mình, mà không đúng trong lòng mình chúng ta làm các cái ác sự. Từ cái chỗ không đúng như vậy, từ cái như vậy, nó dẫn tới từ cái sai A này qua cái sai B, sai D, sai E khác, mà như vậy thì tự chúng ta đã tự đào hố chung mình rồi. Mà chúng ta tự đào hố chung mình chính là chúng ta đã đi ngược lại cái chân lý. Ở trong cuộc đời này, hai hạng người khó tìm đó chính là người có lòng tàm và có lòng quý. Cái lòng tàm này không dễ dàng có đâu quý vị. Biết khổ sở, biết ghê sợ cái tội lỗi của mình, biết chấp nhận cái tội lỗi của mình. Người biết chấp nhận cái tội lỗi của mình, người biết chấp nhận cái tâm phàm phu, cái tâm yếu đuối của mình, thì như thế thì chúng ta mới được tốt. Chúng ta mới gọi là một người công bình pháp trụ, nó vững chắc, nó trụ vững, nó vững vàng, xứng danh. Chúng ta mới được xứng danh gọi là những người trí tuệ, là những người căn bản tốt đẹp. Nếu như chúng ta có một cái sự đánh tráo thì cái sự đánh tráo này, cái điều này nó sẽ rất là tệ hại. Nó tệ hại cho những người, cho những người con, cho những người cháu, cho những người chồng, cho những người vợ của những người đó. Bởi vì họ sống mà không biết cái sự quan trọng của cuộc đời không phải còn là tiền là bạc nữa, mà đó chính là sức khỏe. Mà nếu như sức khỏe đó mà bị hạn cuộc, cho nên vì vậy cái sự tu là cần thiết cho mọi con người. Bây giờ chúng ta không nói về cuộc đời thì chúng tôi không dám tác động vào cuộc đời. Không nói thì cũng tự hiểu, nó quá nhiều cái điều trái ngang bất ổn ở tất cả mọi nơi, mà ít hay là nhiều thôi. Bởi vì tâm Phật thì con người không có có chính trực pháp trụ được. À, tôi thẳng thắn này nha, tôi có sao nói vậy nha, chứ tôi không có đổi ngôi thay, không có đổi trắng thay đen. Nhiều cái miệng mà nói như vậy nhưng nó học chưa chắc được đâu. Một con người quả cảm, biết chấp nhận sự thật, biết nuôi dưỡng, biết chấp trì và biết tôn trọng sự thật, sẽ nói lại
thì người đó, đó là người khó tìm, đó là người chân quý. Và người đó sẽ gần, sẽ tiến triển được các cái pháp thượng nhân, sẽ là những người coi như là thạch trụ, những người cột trụ đứng vững. Còn bằng ngược lại, những con người mà cứ chạy theo cái A, cái B, cái C, chạy theo cái lắc lư cái điều này, lắc lư cái điều kia, hay là đổi trắng thay đen, thì những người đó là không xứng danh pháp trụ, mà những con người đó đã tự tạo cho mình một hố sâu, và một cái hố sâu khổ đau đời này và cũng như ở đời sau. Bình quý ngài kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay cái công bình pháp trụ xuyên qua hai cái pháp cú này và qua duyên sự này để nó lên cho tất cả chúng ta biết cuộc đời này mình phải biết nắm bắt, phải biết nắm bắt sự thật, mình phải biết tôn trọng sự thật, mình biết giữ gìn sự thật đúng đắn. Mà khi chúng ta giữ đúng đắn như vậy đó, thì chúng ta có thể làm một cái bóng mát, cái sự che chở cho người. Để như thế thì người khác mới nương tựa được, và như thế thì chân lý mới sáng ngời được. Chứ chúng ta sống trong cái ánh sáng, biết tôn trọng ánh sáng, biết tôn trọng chân lý, biết tôn trọng sự thật của tất cả mọi con người trên cuộc đời này rất là an vui, rất là tốt đẹp. Chỉ kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày qua câu kinh Pháp Cú số 257 là như vậy. Nếu có được chia sẻ thất kính hướng mong toàn thể quý vị quan hỷ cho kính dân Phật Quốc Lạc để đến từ Thế Tư Đại Thiên Vương, các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, kính dân Phật Quốc Lạc này rất bậc thầy tổ là ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, ngài Bố Hạnh Pháp Tuệ là sư trưởng, cũng như tất cả những thân bằng quyến thuộc của chúng tôi, và cũng như sư huynh chúng tôi và tất cả thân bằng quyến thuộc của quý vị, nếu đã quá vãng xin được an nhàn siêu thoát, và xin biết, xin hiểu được giá trị chân lý sẽ luôn khởi trong lòng những người đó biết tôn trọng sự thật. Và xin chia phước này đến các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nguyên, các vị chân linh ký linh và tất cả chúng sinh người tại nơi đây, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, và cũng như ở các nơi các chùa của quý vị, của chư tăng và các vị, và mong cho tất cả chúng ta luôn luôn tu tập chân lý, tu tập sự thật, để chúng ta được an lạc ở hôm nay và ở ngày sau. Nam mô Bổn Thầy và Nam mô Tam Bảo và Nam mô Sa Di Đà. Và sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 257 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học thầm theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Phật quật tự sắp bằng băng ca lăng ra khăn đê quật tự sắp bằng bồ trà nữ phá vay nà sà đà sà thi văn văn trư trê. Phật quật tự sắp bằng băng ca lăng ra khăn tự sắp bê đê quật tự sắp bằng hàm ma nữ phá vay nà sà đà sà thi văn văn trư trê. Phật quật tự sắp bằng băng ca lăng ra khăn tự sắp bê đê quật tự sắp bằng sang khá nữ phá vay nà sà đà sà thi văn văn trư trê. Tất cả phương ban hoàn cơ đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng ca sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.